Anh là điều kiện được áp dụng cho những bạn muốn học tập và làm việc tại Úc. Các bạn cần kiểm tra về điều kiện tiếng Anh cho loại visa mà bạn muốn đăng ký để biết được bạn cần cung cấp chứng chỉ tiếng Anh nào. Trước đây thì Bộ Di trú Úc chấp nhận các bài kiểm tra tiếng Anh bao gồm cả TOEFL, IBT. Tuy nhiên, từ 26 tháng 7, 2023 thì TOEFL, IBT sẽ không còn được chấp thuận để xin visa đến Úc nữa, theo thông báo mới nhất. Như vậy thì sắp tới các bài kiểm tra tiếng Anh được chấp thuận để xin visa Úc sẽ chỉ còn IELTS, bao gồm thi lại một kỹ năng OSR, PTE, CAE hay còn được gọi là C1 Advanced, OET, bài kiểm tra tiếng Anh dành cho các chuyên gia sức khỏe. Ngoài ra thì từ 14 tháng 12 năm 2022 thì IELTS One Skill OSR sẽ được áp dụng cho một số ứng viên nhất định. OSR cho phép ứng viên thi lại một trong bốn kỹ năng đọc, viết, nói hoặc nghe một lần duy nhất. Đối với các bạn xin visa Úc thì kết quả IELTS bao gồm OSR đều được chấp thuận. Tuy nhiên, ngoại trừ các subclass là 476, 482 và 485 thì cần điểm từ một lần thi duy nhất. Thông tin chi tiết về các bài kiểm tra tiếng Anh các bạn có thể tham khảo trên website của Bộ Di trú nhé. Trên đây là những thông tin cần thiết về du học Úc. Em đi hy vọng rằng sau video clip này các bạn sẽ có thêm nhiều thông tin bổ ích hơn cho mình. Nếu các bạn có thắc mắc gì về du học các nước, các bạn có thể liên hệ với công ty tư vấn du học Inspiro tại địa chỉ Tòa nhà Nam Việt, số 9 Phan Kế Bính, phường Đa Cao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc thông qua số hotline 0943 556 128 hoặc qua email info@inspiro.com. Xin chào và hẹn gặp lại.